Nhằm củng cố các kết quả khảo sát nghiên cứu từ đó thống nhất tạo sự đồng thuận về giải pháp kỹ thuật để tiến hành tu bổ phục hồi di tích chùa Cầu, đảm bảo theo quan điểm nguyên tắc trùng tu. Ngày 22 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An tổ chức buổi tham vấn chuyên gia về tu bổ di tích chùa Cầu. Đông đảo đại biểu lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành của tỉnh Quảng Nam, các chuyên gia trùng tu di tích trong và ngoài địa phương đã tham dự. Sau khi tổ chức khảo sát hiện trường tại di tích chùa Cầu, buổi tham vấn ý kiến chuyên gia đối với hình thức tu bổ phục hồi kiến trúc sàn cầu của di tích chùa cầu diễn ra tại trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa hội an các chuyên gia đã phát biểu cho rằng phải xem xét đánh giá việc xử lý tu bổ thay thế dầm sàn với phương án xử lý tối ưu và cách tiếp cận toàn diện cùng với đó xử lý triệt để các yếu điểm của hệ thống chịu lực trong đó có phần kiến trúc sàn của di tích chùa cầu mọi phương án đều phải dựa trên quan điểm giải pháp nhằm bảo tồn tối đa các yếu tố gốc mọi sự can thiệp phải trên cơ sở khoa học sau buổi tham vấn này các ý kiến của các chuyên gia sẽ được bổ sung củng cố cùng với các kết quả khảo sát nghiên cứu từ đó các đơn vị chức năng sẽ bàn bạc thống nhất tạo sự đồng thuận về giải pháp kỹ thuật để tiến hành tu bổ phục hồi di tích chùa cầu đảm bảo quan điểm nguyên tắc trùng tu